Sáng ngày 23 tháng 10, tại thành phố Budapest đã diễn ra giải bóng đá của Hội sinh viên Việt Nam tại Hungary lần thứ 5. Tới dự giải đấu có đại diện Hiệp hội Người Việt Nam, đại diện Trung tâm Châu Á và gần 100 bạn sinh viên, cổ động viên Việt Nam đang học tập, sinh sống và làm việc tại Hungary. Giải đấu năm nay quy tụ 9 đội bóng đến từ các chi hội sinh viên Việt Nam tại thủ đô Budapest cùng một số vùng lân cận. Chung cuộc, đội bóng Just Norris đã giành giải vô địch với giải thưởng 100.000 forint, tương đương 8 triệu đồng. Đây là hoạt động thường niên của Hội sinh viên Việt Nam tại Hungary nhằm giúp các sinh viên Việt cũng như thế hệ thứ hai của người Việt tại Hungary có cơ hội giao lưu, giải trí, nâng cao thể chất sau những giờ học tập trên lớp.